Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Chopit Milan, dòng xe đạp khung carbon cao cấp đến từ thương hiệu rất là quen thuộc, thương hiệu của Pháp. Và xe thì được sử dụng bộ group chuyển động full group Shimano Ultega, bánh là 700C và toàn bộ khung là khung carbon thương hiệu Chopit. Model xe rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Nếu như các bác có theo dõi những giải xe đạp nghiệp dư thì đây là chiếc xe đạp được sử dụng rất nhiều trong những giải đấu nghiệp dư. Thiết kế khung vuông và khí động học rất là đẹp. Hôm nay về tông màu đỏ đen cực kỳ là thể thao và rất là đẹp mắt. Full carbon toàn phần từ càng về bộ khung. Bánh 700C của Vision. Bánh Mayer Vision. Đó là một hãng sản xuất phụ tùng rất là nổi tiếng trên thế giới. Xe thì được chạy full hết một bộ group chuyển động Shimano Ultega, một dòng phụ tùng của Shimano thương hiệu Nhật rất là cao cấp, gần như là cao cấp nhất trong dòng xe đua của Shimano Ultega. Nhưng mà các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể đánh giá được cái bộ group này rất là ngon, từ bộ đề chuyển số đến đùi đạp trục rỗng rồi phanh ba mảnh trước sau, tay lắc. Full hết một set group của Ultega với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Lip cũng là lip Ultega luôn các bác nhé. Lip Ultega luôn. 11 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Và chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 48 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m60 364 đến 7374 thì phù hợp. Chuyển động là đồ Ultega nó thuộc dòng cao cấp của Shimano nên là chuyển động các thứ thì cực kỳ nhẹ nhàng và rất là mượt. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 25.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.